Bữa nay cô lợm không bán vé số nên chạy ngay qua thăm chị hai Soka xinh đẹp. Vừa qua tới là... Mà nói chị hai ơi, em mới tập được một bài hát hay lắm, hai chị em mình hát xong ca tặng khán giả đi. Nói chưa xong nữa là cô lợm kêu chị hai hãy mau trang điểm thay đồ đi. Mình sẽ gửi tặng khán giả một bài Đêm Lạnh Chùa Quan. Rồi xin mời quý bà con cùng theo dõi trong đoạn video ngay sau đây ạ. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Xin chào bà con và khán giả, hôm nay hai chị em tôi quyết định đã hát một bài ca cổ Đêm Lạnh Chùa Quan. Quá hay. Không biết có hay không. Hai đứa chào đó. Cô ca này thương trong bộ đồ quá trời đẹp rồi. Làm có cái thông cái gì. Bây giờ anh đang hối hận với em đó. Cấm dân. Đêm Lạnh Chùa Quan mà ông nội. À vâng. Dạ, dạ chủ chức. Sơn ca, Sơn ca ơi, thôi hãy con mà quên tất cả, vui cùng nhau giây phút kề chia. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lại xin. Tình nghĩa đậm đà mình đã mất máu hôm nay em không hề quán than cho hoàn cảnh trái ngang, làm gian dở lìa tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường. Đủ. Bảo Trương ơi, mình ôm Dung Dung dừng lại. Sao vậy? Nó ca đàng hoàng quá. Ca đàng hoàng. Mà lòng anh nắn hoàng. Người bụi băng bụi cả à. Linh hồn. Trời đây bao nhiêu thương nhớ, em xin trở trở lại cho anh. Đường về biển ải xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời. Bao trương anh buồn nhìn về phương ấy, chỉ thấy xa xa chốn mịt màu. Dính mùa khô dù trên từ hôm nào. Thôi anh bỏ chung tình này, với bao nhiêu mộng ước mình đành dính biệt. Trời ơi, chó ngã mà chỗ dữ vậy. Nếu biết ngày nay dám mất dù che che, khơi đừng bao giờ đập giờ. Chớ dụ ngày che không mình đinh ngờ. Chớ dụ ngày che ta nói hơn. Câu giờ đó được không? Quá làm ơi. Tiếp tục. Không biết vào đường yêu thì đâu tràn vỡ giấc mơ đường. Bạn Trinh ơi, đừng mộng sau phố phàng ngang trái, chúng mình phải đôi ngã chia đi.
mình che kết giữa đăng trình tống biệt một lần thôi. Mắng cầu tới buồn đôi môi nói trong vời vời ngăn đôi riêng mình. Vô nào, khán giả đang chú ý đó. Không có cười. Không có cười. Bài đang khổ mà cười gì? Khóc đi. Khóc đi. Khóc. Hỏi ơn nữa đi, chúng tống biệt nghe đắng cay tràn ngập lòng. Quá hay. Dần tiếng đưa dù không kẻ đăng trình. Tiếng đưa mới đưa một mối tình ngang trái kẻ đi rào có trên hôm nay. Sơn ca ơi, tại sao chúng mình chém giết lẫn nhau khi anh và em vẫn một lòng hướng tường? Khi hai chúng ta không thù không quán, hoàn cảnh chi đâu mà cái nghĩa bao tàn. Hoành quá. Trời ơi, sao giờ này em mới tới vậy? Bảo Trương ơi, quên rồi, mấy rồi cũng nhanh chất. Cần trung chủ này là chuẩn bị được ngao khơi. Hãy uống rượu đi, nói chuyện cho muộn. Trà sao, ông là mà tâm cướp giết ngươi. Dạ có hả? Lộn bài luôn bà. Bào Trương Vân chưa? Lộn bài luôn rồi. Chân chén nghe lòng đau. Dù mà mỗi cánh đắng nước mắt nào đắng cầu. Ôi tôi buồn lên trâu rồi con chúng giơ từ mẹ đắng nào dương sâu chén chia tay giá từ mãi đôi đường chia xa. Mình giá tình ngàn thầu dù mến môn cánh đắng càng càng trang lòng thương á. Ôi với ngu ngàn đời biển. Sơn ca chốc lát nữa đây, một trong hai ta sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiễn người đi dặn tí không về. Chiến thắng vinh quang sau mắt lệ đầm đìa, sao trời xin hai ta không cùng chung giai tiếng cho hận thù ngăn lối tình yêu. Tại sao em lại là trang dùng tương mà không là cô gái tầm thường dệt mộng ước mơ? Đau lòng quá em ơi. Trăng lên nhìn lá rụng, sống bên nhau cho đến trọn đời. Số 1. Buồn lên nào bay buồn.
A Di Đà Phật. Khuyển ta, khuyển ta. Bảo xem. Công nhận chế luôn ha. Bảo chứng ơi, dân trạng cùng châu khầm của tâm bên ta vẫn hạ khiến yêu ngạo. Ngân ngân hối hãy dường thầu mà chưa ai lắm đầu. Chứ phải cúi đầu bọn theo mộng cổ. Không, em không thể chống lại quy quyền của phụ hoàng. Em phải về thọ tội trước triều can. Cuối mùa lá rụng xin hãy mang theo hình ảnh của đêm này. Một bếp lửa hồng búp chung trái bài. Một người kia hoàng phên cô đơn. Kỷ niệm cuối cùng con chung con một lần thấp lại. Đã làm ác làm trốn sau này. Ủa? Đường xa mắt mờ nhìn không thấy chữ hay quý yêu con ha. Hết chưa? Dạ hết rồi, tất cả mọi người. Hết chưa? Hết. Dạ hết rồi bà con ơi. Vậy là vừa ra là các bài rồi. Nó xuống câu không biết luôn. Chưa chưa đi. Vừa ra là cái bài trăng cổ đêm nằm chùa quan hết rồi. Hết rồi. Bây giờ tới thêm một bài trăng cổ được mang trên. Đó chính là bà Lan và Điệp. Lan và Điệp. Chứ mời chú mình cùng thưởng thức. Chuyện xíu đây hỏi thăm chị coi. Chị hai đây. Lâu quá chưa thao qua thăm chị hỏi thăm coi. Chị hai đây hỏi giờ chị phải không chị hai? Khỏe. Hôm giờ hai chị em mình trong ca bà ca cỏ mà chị thấy được không? Được. Thôi em ca hay không? Không ca hay không? Anh thấy có giọng Minh Dương đó. Chấm nhiêu điểm? Hỏi chị ai hai ca chấm em nhiêu điểm? Trời ơi, bữa nay chấm em 10 điểm chị hai. 8 điểm. Ồ. Vô rồi, vô rồi. Làm lấy giọng Minh Cảnh bên đây lấy Minh Dương đó. Không Dương. Rồi chút xíu nữa mình có hát nữa mình lấy bài giọng của ai? Siêu lách. Siêu lách. Siêu lách nha. Dạ. Chui lắm. Thì hôm có bài là ca cổ lên mạng chùa quan thì rất là đơn giản nè. Bài này là trăng cổ của mình là báo với sau trong thật mình đó. Mình ca, mình hát là mình phải có tâm hồn. Thì cô chú anh chị thì có mà nghe bài ca cổ này đó thì hãy bấm vô kênh của Khảo một chút mưa đó là Bộ TV hoặc là Hoàng Liên Miền Tây gặp cô lượm ca cổ trực tiếp cho bà con. Ngon, chào khán giả. 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 Ngon, chào khán giả.